Nam Phong. Chị làm gì vậy? Phong nhìn mình đi. Chẳng phải Phong nói á là chỉ cần nhìn mình thì Phong sẽ có thêm năng lượng hả? Nè, nhìn đi. Nè, nhìn nhiều lên. Nhìn thêm 1 tỷ lần nữa cũng được á. Tập trung lên, tập trung lên. Nhìn đi nè. Đáng yêu quá đi à. Nam Phong nè, chuyện gì á cũng sẽ có hướng giải quyết của nó, nên Phong đừng có lo lắng nữa nha. Nha. Số báo đặc biệt lần này chắc chắn phải thành công, nhất định phải thành công. Yeah. Đương nhiên là phải thành công rồi. Không những nó thành công bình thường mà còn phải thành công vang dội luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong đó có bài viết đầu tiên của Võ An Chi là mình nè. Fighting nè.